Số hợp tác giả này, kê đo đáy phần hạng tham gia ô cốp cấp tính, tò đồ hang mịt trần tân trào, phần chập bốn loại khó, đơn phưa xa ti khai óc. Ăn chơi của Pú Tiến và Lai Cần do đơn hợp tác giả Lê Lăng Pưa đáy chấp sao ô cốp, lê rẻ khai lộn khát tàng khai óc, hớ đồ hang mịt trần. Tò cơ này mịt trần của hợp tác giả, phần chỉ khai lé do đơn ti đơn bán. Nói chung là khó khăn nhất của các hợp tác xã vẫn là cái đầu ra. Với chúng đây khó nhất của hợp tác xã vấn đề ti khai óc, bài đồ hang ô cốp, le tường, ghi bài viết mùa vụ, vấn đề khai óc, bấu đáy liền chiền, bên chân ăn mà, cùng bấu đầy lại. Đơn thì gian thần đây bằng khói vẫn cứ tư cầu hết, và lân dù nửa bài ra tay, nửa trang mạng, theo hỏi lại cần chắc thân đồ hang. Bài văn hang khai bài đồ hang ô cốp, rú khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, đáy bên đồng cần dân tin thầy trắng đáy khai óc. Kẻ đó khai óc sang đáy lại, tò bài cách hết này đang thấy có phấn, ao bài đồ hang của đơn bán theo bình đồ hang du lịch. Sau khi mở bán được gần một tháng thì cái lượng khách du lịch về đây... Lăng Pưa khai hang đại sở bên nâng, tay bài cần khách du lịch tân này, bài đoàn khách, hầu cùng khấu ngòi lên mắt hồn lại, và cũng đáy lại cần chắc thân bài đồ hang ô cốp. Và họ lại tăng cái số lượng mua lên. Chương trình mùa dạ nâng sản phẩm các và chương trình hết gần ba lăng mớ. Đam mê đáy bài viết quảng cái từ đồ hang đặc sản đèo mì của đơn bán. Kha tàng thân hết bên đồ hang tai thung mùa chân âm à. Cần nơi tăng tính mì bác nâng tàu đi vết đồ hang đã công nhận là tiêu chuẩn ô cốp. Bừng sáng bài viết đam mê đáy bài đồ hang ô cốp của đơn tính khai óc quá kinh thương mại nhằng chập lại khó. Ăn hết bên chính lấy hết kiến mổ vụ tăng nẻo bài đồ hang mì quy mô ý. Lai bài đồ tăng căn, bên đông bưa khai luồng quy mô, nhang sang đầy, khó tắp ứng đáy bài đơn hang cái và liên truyền. Với cái đặc trưng của cái sản phẩm cốp này mang tính mùa vụ, mang tính vùng miền nên là không có ổn định. Các bán đem mì của đồ hang ô cốp, mì bài viết mùa vụ, mì rút từng vùng miền, bên lê bấu đệ ón, hớ tăng bì nâng, lũ số đơn tăng ton, và the tài trung số lượng và chất tượng đồ hang. Tê phòng cũng đã hết cùng các đại hợp tác xã. Bài cần để khai lộn, bài ti nguyên liệu, để lái lên ngồi trọng, mưa bài ngám hết óc. Cần này các bài đồ hang ô cốp, tê trần âm mà do các bài đồ hang truyền thống đáy lai hơn, tỏ thị trường khai óc, tê sang đây lại. Tê cầm nhào phải, mì bài ngám để khẩu hết đáy chân tây, thê tài thung một trần âm mà. Cần phải có qua các cái khâu chế biến, áp dụng khoa học kỹ thuật vào để chế biến, nâng cao cái giá trị. Đơn vừa chơi khai lộn với hết kinh đề ổn bài đồ hang ô cốp lại bưng sáng việc dồn tên với hết kinh, hết bền thương hiệu từ logo, slogan, nhãn mác và chất lượng tê bài cân hết kinh cùng cân trang dư và tê tương chất lượng đồ hang ô cốp, tê ti khai óc đề ổn và đánh ngay hơn.